truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Giới thiệu với các bạn, đây là thành viên mới của lớp chúng ta. Em tự giới thiệu về mình cho các bạn biết đi. Dạ, xin chào các bạn. Mình tên là Âu Lo. Cái gì? Tên thì tên cánh gà so, mắc cười vậy. Mình tên Âu Lo. Âu Lo hả? Tên kỳ á. Tên lạ ha. Nhưng mà mình không có lo lắm đâu. Cho nên các bạn cứ nói chuyện với mình nha. Mình mắc cười lắm á. Vậy mắc cười lắm hả? Cười lắm. Ủa, vậy nè, mắc cười lắm, vậy là bạn vui tính lắm hả? Làm gì vui vui cho cả lớp coi đi. Làm đi. Mấy bạn bình thường vậy hả thầy? Không, chỉ có bạn chỗ đó là hay ý kiến gì vậy thôi. Vui mà thầy. Vui gì? Hòa đồng mà thầy, hòa đồng, anh em hòa đồng không à. Vô đi. Thôi. Tuấn Kiệt. Dạ. Bộ em có thành kiến với bạn này sao mà em phản ứng như dữ vậy? Dạ không có thầy. Đây là thành viên mới của lớp. Thầy mong muốn các bạn phải giúp đỡ bạn này để các bạn này nhanh chóng hòa nhập lớp chúng ta. Các bạn có hiểu không? Hiểu. Rồi, em thấy chỗ nào mà trống em cứ về chỗ. Ê, cái ngồi đây trống, trên kia trống. Trên kia trống. Chỉ nữa. Được. Rồi, theo người ta. Không ồn ào. Rồi, lấy tập ra. Học bài mới. Ê, trùng hợp ghê luôn á. Tên của tôi cũng có chữ lót là chữ Âu nè. Hay vậy, tôi cũng vậy, tôi tên là Âu Lo. Tại nghe hồi xưa hả, ba mẹ tôi nghe là đặt tên cho con xấu á, là dễ nuôi á. Ê, gì đúng hả? Thường á mà đặt tên sao á là thường cái tính tết nó ngược lại như vậy. Ê, nhìn ông á vui tính dễ thương ghê á. Tôi mắc cười ha. Ủa vậy ông tên gì? Tôi tên Lê Hòa, tôi là lớp trưởng. À vậy hả? Vậy hy vọng sau này em sẽ chiếu cố tôi nha. Rồi yên tâm, có chuyện gì cứ nói tôi tiếp rồi tôi giúp bà. Còn tôi là thì Dung, rất vui được làm quen với bạn. Chào Dung, có gì giúp đỡ tôi nha. Ê, anh Trung nói. Làm gì sao không tự giới thiệu đi kìa. Đang ăn sao mà nói. Không á. Có rồi. Dung ngồi coi. Khổ. Đây là ông anh họ mà các bạn thường gặp ở nhà tôi đó các bạn học à. Làm như xa lạ lắm vậy đó. Thần tiên cũng hay nhỉ. Thích thì đi tỉ não người khác. Đã vậy còn mặc định luôn tỷ lệ đẹp trai nữa chứ. Đẹp trai chỗ nào? Quá. Thêm một tên thiên thần. Thêm một gánh nặng. Thêm khó khăn. Nè, suy nghĩ chi nhiều vậy? Sao mình không tấn công cái tụi thiên thần luôn đi? Không được. Lỡ gì đánh không lại tụi nó thì sao? Trời ơi, có gì đâu mà sợ. Mấy đứa này tích riêu mà làm gì phải sợ. Sao hai đứa bay ngu ngốc vậy? Suốt ngày thích đánh nhau. Trời ơi. Đánh chưa chắc là thắng. Mà thắng thương tích đầy mình, có gì mà dễ dàng. Chứ bây giờ muốn sao? Thôi, bây giờ tôi nghĩ vậy. Mình chuyển qua tấn công thằng Tuấn Kiệt đi. Càng không được. Tuấn Kiệt bao nhiêu người bảo vệ nó. Xem đi, nếu đánh nó thì khác gì đánh hai đứa kia. Ủa, bây giờ tụi mình phải làm sao? Tuấn Kiệt á, thì để Du Mi nó mê hoặc. Nhưng trước tiên á, mình phải ly gián tụi nó. Đầu tiên, ta nghĩ là thằng lớp trưởng Lê Hòa. Đâu thiệt luôn. Ôi, tôi đưa vậy? Tiền quỹ 3 tháng. Trời, sao nãy trên lớp không đâu? Đếm chưa đủ tiền. Hay quá, rồi giờ giữa thanh thiên bạch nhật ngồi đi ghi tiền quỹ. Mà Kiệt, ông làm gì mà ông nợ tiền quỹ tới 3 tháng dữ vậy? Trời ơi, chuyện bình thường. Có khi 4, 4, 5 tháng. Ủa ba,
Sao mày đóng tiền vậy? Tôi ghi cho. Tiền quỹ hả? Ừ. À, bình thường á là nguyên lớp đóng tiền quỹ lại. Xong rồi mình sẽ mua những vật dụng gì mà có ích cho lớp, hay là phục vụ cho mấy cái hoạt động của lớp. Mà tại vì lớp mình ít hoạt động quá cho nên đa phần là tiền gom lại xong cuối năm đang liên quan không à. Ủa mà đó giờ bộ lớp ông không đóng tiền quỹ vậy sao mà tự nhiên giờ hỏi? Nói ngộ quá. Ê Hòa ơi Hòa, cái công trình thanh niên của trường á, lớp mình định mua gì vậy? Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi định á là ngày mai á tôi đem tiền vô nè, xong rồi tôi đi vô tôi hỏi ý kiến của mấy bạn, rồi coi mình mua cái gì á thì mình sẽ họp lại mình bàn sao. À đúng không? Vậy hả? Trời đất, đưa đây coi, mất bây giờ giữa trường mình ngồi điếm, hay quá, mất không đền không? Thôi đi về đi, ngộ đó nó hoài. Thôi đi về đi. Ê đợi. Để lên. Đi. Ông lo. Sao tự nhiên học chung tôi chi vậy? Trời đất ơi, ra vẻ bí ẩn đó chứ. Chắc chắn là vì muốn theo đuổi Âu Anh của mình rồi đó. Trời, gì mà lính dữ vậy trời? Vừa mới nghĩ tới luôn. Có chuyện rồi mọi người ơi, có chuyện rồi. Hả? Lê Hòa. Mất tiền quỹ của lớp rồi. Cái gì? Mất tiền quỹ hả? Quỹ nửa năm luôn á. Trời ơi, vô đây ngồi đi, nhanh lên. Vô đây. Ngồi đó đi. Sao? Ngồi xuống coi. Ông nhớ không? Cái lúc mà ông đưa mà 3 tháng tiền nợ quỹ cho tôi á, tôi mở cặp ra là tiền quỹ lớp còn trong đó đó, nhớ không? Ủa mà khoan, mất vậy thôi hả? Có nhớ mất chỗ nào không? Tôi cũng biết sao nữa nè, dạo này tôi đầu óc tôi làm sao á. Trời ơi, mà cuối tuần phải đưa tiền cho thầy nữa đó. Chà chưa. Ủa nhưng mà sao lại cuối tuần phải đưa cho thầy vậy? Thì bữa quanh nói nè, cái đoàn thanh niên gì đó. Cái gì bữa anh nói? À cái công trình thanh niên. Công trình thanh niên. Ừ đúng rồi. Công trình thanh niên là cái gì? Thì đại khái là cuối năm mỗi lớp sẽ có những cái hoạt động hữu ích cho trường, giống như là trồng cây nè, rồi xây dựng hay là sửa chữa phòng ốc gì đó. Còn không á là mua những cái đồ có ích như là ghế đá, quạt khánh, để nói chung là làm cho trường đẹp hơn. Mấy cái chuyện này cũng đâu quan trọng nữa đâu. Quan trọng á là bây giờ phải làm sao để tìm ra được tiền quỹ đây nè. Ha. Bây giờ phải sao? Nè, bây giờ mình phải suy nghĩ từ đây tới cuối tuần nè, tìm mọi cách để mà tìm lại số tiền đó mà trả lại chứ thôi là tôi tiêu luôn á. Nhưng mà tìm ở đâu? Quan trọng là tìm ở đâu. Rủi như mà cuối tuần này mình tìm không ra thì phải làm sao? Thì chắc lúc đó phải nói với thầy thôi chứ sao? Chứ giờ mất rồi. Đúng rồi đó. Tôi nghĩ là lớp mình ai cũng yêu quý Lê Hòa hết. Lê Hòa là lớp trưởng gương mẫu mà. Mọi người sẽ thông cảm cho Lê Hòa thôi. Nói thật cũng hay á. Hòa, bây giờ còn cách thôi ông xin lỗi đi. Tôi nghĩ mọi người không làm khó ông đâu. Hả? Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.